một hôm mà nếu mình ngồi với bạn bè nước ngoài mà mình buộc phải nói tâm sự về cái việc phỏng vấn sinh việc thì mình nên nói như thế nào trong trong cái bài nói chuyện ngắn một phút một phút có nghĩa là cái thời gian trình bày rất là lý tưởng các bạn ha thì hôm nay tôi sẽ cung cấp cho các bạn một cái ý nói về phỏng vấn sinh việc đó là chuyện đó nó hên xui lắm như vậy thì mình sẽ đi theo cái hướng hùng biện thế nào chúng ta cùng luyện nghe trước nha các bạn Job interviews can be make or break moments. Sometimes they go great, and you end up with the job you wanted. Other times they don't go so well, and you miss out. That's why it's crucial to be well prepared in advance and exude confidence. Knowing the job inside out helps convince the interviewer you're the best person for it. Dressing well and making a strong first impression count too. Selling yourself at a job interview is essential. It's your chance to showcase your skills, experience, and strengths to the interviewer. Talk confidently about your accomplishments and how you can contribute to the company. Don't forget to have a few good questions up your sleeve. Remember, each interview is a learning opportunity to improve and increase your chances of landing that dream job. Nghe được không các bạn? Đi từng câu nha. Job interviews can be make or break moments. Ok, ngay câu đầu là có thứ để học rồi đây. Job interviews là những cái buổi phỏng vấn xin việc. Ha, yeah. interview, inner, inner interview. Các bạn có thể đọc là interview hoặc là inner interview. Tại vì đó, cái âm n đi trước âm t này các bạn, âm t phía sau nó sẽ bị biến mất. Cho nên chỉ có âm n thôi. Inner interview. Ha, yeah. job interviews hay là job interviews. Can be make or break moments. Make or break. Cái gì đó. Nó đóng vai trò như là cộng tính từ make or break. Thì nó có nghĩa là hên xui đó các bạn. Hên xui ha. Ý là sao? Hoặc là bạn make. Hoặc là bạn tạo được. Là mình làm được. Mình thành công. Hoặc là mình break. Là lúc đó coi như mình thất bại. Mình phá vỡ mọi thứ. Là make or break là chuyện hên xui. Là phỏng vấn xin việc có thể là những cái khoảnh khắc make or break, những khoảnh khắc hên xui, có nghĩa là được ăn cả ngã về không đó các bạn. Có nghĩa là trong cái buổi phỏng vấn xin việc trong tích tắc đó mà người ta quyết định là bạn có được nhận việc hay là không được nhận việc là những khoảnh khắc make or break ha. Rồi. Sometimes they go great and you end up with the job you wanted. Uhm. Sometimes they go great. Thỉnh thoảng nó diễn ra tốt đẹp. Go ở đây các bạn thấy không. They go. They ở đây là các buổi phỏng vấn sinh việc. thì lúc này đó nếu các bạn dịch ra nó diễn ra mình nói sao ta có nghĩa là mình tìm từ tiếng việt là nếu muốn nói cái buổi phỏng vấn sinh việc nó diễn ra thì sao trong tiếng anh người ta dùng động từ go. Ha? Thỉnh thoảng nó diễn ra tốt đẹp. And you end up with something. End up with something là mình kết thúc với cái gì đó có nghĩa là cuối cùng mình nhận được cái gì đó. Ha. Và cuối cùng bạn sẽ nhận được công việc bạn muốn. End up with the job you wanted. Ha, mình đi phỏng vấn là mình muốn cái công việc đó. Thì đó mọi thứ diễn ra tốt đẹp thì cuối cùng bạn nhận được cái công việc bạn mong muốn. Ha. Other times they don't go so well and you miss out. Mm. Other times, những lần khác thì they don't go so well. Các bạn thấy dùng cái động từ go nó lạ không? Đó, nhưng mà đó là cách của tiếng Anh. Thỉnh thoảng nó không có diễn ra tốt đẹp lắm. And you miss out. Và bạn bỏ lỡ. À, hồi nãy thì bạn nhận được việc, bây giờ bạn bỏ lỡ, nó hên xui lắm các bạn. Ha, Lúc đó là được ăn cả, ngã về không đó. That's why it's crucial to be well prepared in advance and exude confidence. Mm. That's why it's crucial to be well prepared. Đó là lý do vì sao nó quan trọng để mà chuẩn bị kỹ trước. To be prepared. Prepared ED nha. To be prepared là chuẩn bị sẵn sàng đúng không? Là chuẩn bị sẵn sàng. Mà well prepared, to be well prepared là chuẩn bị kỹ càng kỹ càng các bạn nguyên cụm từ nó vậy đó chuẩn bị kỹ càng điều quan trọng là phải chuẩn bị kỹ càng in advance trước cái gì làm cái gì mà in advance là trước làm trước chuẩn bị trước and exude exude confidence confidence là sự tự tin ha sự tự tin thì exude là một cái động từ nó có nghĩa là phiên âm thế này này các bạn exude 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 âm um, giờ giữa nha Ex, âm um, cờ trước Ex, exude exude ha là có nghĩa là mình uh, khi mà mọi thứ nó nằm trong đầu của mình rồi đó các bạn mình tin chắc là những cái thứ mà người ta hỏi mình mình biết rồi đó thì lúc này nè trong người mình nó có toát ra cái vẻ tự tin không các bạn nó toát ra cái vẻ tự tin nó tỏa ra cái vẻ tự tin đúng không thì cái động từ exude là toát lên cái vẻ tự tin đó exude confidence ha mình phải có ở trong người rồi thì trong người đó nó mới tỏa ra cái đó được hay là nó mới toát ra nó bộc lộ cái đó ra được à nó bộc lộ sự tự tin nha yeah. có nghĩa là các bạn rất là khó để thể hiện sự tự tin được trừ khi các bạn có trong người nó tự nó bộc lộ ra thôi cho nên đó, là người ta dùng cái động từ exude là như thế nha các bạn Knowing the job inside out helps convince the interviewer you're the best person for it. Mm. Knowing the job, know the job. Là biết cái biết công việc làm sao có nghĩa là ta tuyển mình với cái vị trí đó mình thì mình phải chuẩn bị trước là cái vị trí đó nó đòi hỏi mình phải làm việc gì mình phải nghiên cứu những cái công việc liên quan đến vị trí đó thì mình mình tìm hiểu xem vị trí đó thường ngày đó những người thực hiện vị trí đó có những kiến thức gì và thực hiện công việc ra làm sao ha rồi tường tận nó diễn ra từ sáng đến tối ngày này sang ngày khác nó như thế nào có những việc đột xuất phải xử lý ra làm sao lúc đó người ta gọi là know the job mà know the job ở đây đó inside out. Inside out. Mình know something inside out là mình biết rõ cái gì đó một cách tường tận thấu đáo. Know something inside out. Biết tường tận, biết công việc một cách tường tận thấu đáo. Helps convince the interviewer. Giúp giúp thuyết phục, động từ convince là thuyết phục. Ha. Convince the interviewer là cái người giúp thuyết phục cái người phỏng vấn You are the best person for it. Bạn là người tốt nhất cho công việc. Bạn là người tốt nhất cho công việc. Đó, mình phải biết the job. Tôi phỏng vấn rất là nhiều nhân viên, tôi cũng phỏng vấn rất là nhiều người trong suốt cái cuộc đời làm việc của mình đó các bạn. Thì đôi khi đó, càng càng lúc càng về sau này đó, mỗi khi mà phỏng vấn sinh việc đó, bắt đầu tôi hỏi ứng viên sinh việc là Ờ, bạn cái công việc đó bạn có từng làm chưa hay công việc đó bạn có trải nghiệm gì hay không thì các bạn đấy cũng trả lời nó 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 trớt quớt à các bạn hay là bạn hình dung coi cái công việc này mỗi ngày nó ra làm sao em cũng không biết nữa em cũng không biết nữa hay là em làm em 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 cũng chưa từng làm bao giờ cho nên không biết em có rồi cái tôi hỏi trước đây em có nghiên cứu về cái công ty công ty của anh chưa cái nói em cũng chưa có nghiên cứu nữa, trời ơi đi phỏng vấn xin việc ở công ty mà không có nghiên cứu công ty luôn, không có vào trang web công ty để biết nó là cái gì, không biết là công việc đòi hỏi cái gì, nó không biết các bạn ấy chuẩn bị cái gì nữa, là you don't know the job, know the job mà mình hời hợt đến độ mình không biết công ty làm gì hay là công ty thành công trong mảng gì thất bại trong mảng gì đó hàng sao công ty phải đối mặt với cái gì thì mấy cái đó, đó là mình phải tìm hiểu À, chẳng những know the job mà còn know the market, biết rõ thị trường nữa ha. đó, thuyết phục người phỏng vấn xin việc mình là người tốt nhất cho công việc. Dressing well and making a strong first impression count too. Uhm. Dressing well and making a strong first impression count too là ăn mặc chỉnh tề. Dress well là ăn mặc chỉnh tề. Nha yeah. uh, Dress well before um, for dinner. Dress well for dinner có nghĩa là ăn mặc chỉnh tề để ăn tối. Thường thường các bữa ăn tối đó các bạn người ta ăn mặc chỉnh tề, ăn mặc đẹp đẽ để ngồi vào bàn ăn là để chi để cho thức ăn nó ngon hơn rồi tôn trọng lẫn nhau hơn. Cho nên buổi tối người ta hay ăn mặc chỉnh tề là như thế. Ha, à, thì ý là cái văn hóa của tiếng Anh nha tôi tôi đang nói là văn hóa của tiếng anh còn văn hóa của tiếng việt sao thì tôi không nói yeah. và and making a strong first impression first impression là cái ấn tượng đầu tiên các bạn có nghĩa là khi mình thấy một người thấy cái gì đó lần đầu tiên thì nó tạo ra cái ấn tượng thì ấn tượng đó là ấn tượng đầu tiên là first impression make make a a first impression là tạo ra một ấn tượng đầu tiên hay là the first impression hmm. rồi mà ở strong là mạnh mẽ. Cái việc ăn mặc chỉnh tề và tạo ra cái ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ. Count to. Count. Cái gì đó mà count là nó được đếm vào. ha Là nó được tính luôn. Nó cũng tính luôn. Hay là nó cũng có giá trị. Nó được tính là nó có giá trị. Đúng không? Có nghĩa là ăn mặc chỉnh tề và tạo ra ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên cũng có giá trị. ha Đó là lời khuyên. Selling yourself at a job interview is essential ừ. Selling yourself To sell yourself yeah. sell yourself là Người ta nói dịch theo nghĩa đen là bán mình Cái thời kỳ đầu tiên mà cái từ này nó xuất hiện tại Việt Nam đó các bạn Cái bắt đầu người ta tranh nhau dịch bán mình, bán mình thế này thế kia Ủa sao kỳ vậy Rồi người ta cũng hiểu động từ sell là bán mà Thì tại sao là sell yourself thì có nghĩa là cái này nè các bạn hiểu đơn thuần thế này nè, mình sell cái gì là mình giới thiệu những cái ưu điểm về cái đó, đúng không? Có nghĩa là bạn bán một cái sản phẩm hay một thiết bị hay thứ gì đó mình phải giới thiệu cái ưu điểm của thiết bị, cái lợi ích mà nó mang lại khi khi người ta mua nó. Đúng không? Thì mình sell yourself là mình bán bản thân thì mình cũng nói những cái ưu điểm của mình để cho người ta thấy cái giá trị của mình và mình đồng thời mình nói những cái mà mình có thể đóng góp để cho um, thực hiện cái công việc mà mình đang ứng tuyển đó nó tốt lên phục vụ cho công ty như thế nào thì cái việc đó đó là mình sell yourself, đúng không là mình bán bản thân. Thì nói thật ra trong tiếng Việt không có cái bán bản thân đâu mà là thể hiện bản thân. Đó ha, nhớ là cụm từ sell yourself đó là cụm từ người ta dùng nha. Các bạn đừng có dùng cái từ khác mà nhớ là sell yourself đi. về là thể hiện bản thân. Thể hiện là nó giống như bán thật sự vậy đó. Có nghĩa là mình giới thiệu những ưu điểm cho người ta chọn mình mà. Mình giới thiệu ưu điểm của sản phẩm để cho ta mua sản phẩm mà. Đúng không? Thì giới thiệu ưu điểm của mình để người ta chọn mình là sell yourself. Yeah. Always sell yourself. Ừ. Luôn luôn mình phải thể hiện bản thân nha các bạn. At a job interview. Tại cái buổi phỏng vấn is essential. Là điều cần thiết là điều cần thiết. Selling yourself is is essential. là điều cần thiết, là việc cần làm. Nếu bạn không làm cái đó, bạn thua. Bạn cứ khiêm tốn, bạn tỏ ra khiêm tốn, bạn nói cái đó em cũng không chắc là em làm được nữa là khiêm tốn đúng không? Bạn cho là khiêm tốn đúng không? Không, người người phỏng vấn sẽ nói là bạn còn nói bạn không chắc thì tôi nhận bạn vào làm công việc này mới là ngu đó. Tại bạn nói bạn không chắc thì làm sao mà tôi quyết định tôi nhận bạn được. Nếu bạn bạn cứ tỏ ra khiêm tốn giả tạo như thế thì chắc chắn là tôi đánh rớt bạn liền. Bạn phải chắc chắn bạn làm được, bạn phải tin là bạn làm được, còn không thì bạn phải cố gắng làm cho được. Còn bạn nói là em cũng không chắc chắn nữa thì thôi, thôi tôi gạch tên bạn liền. Cho nên bạn đừng có thể hiện sự khiêm tốn giả tạo đó mà là phải chắc chắn mình làm được Còn nếu không thì mình sẽ cố gắng làm được Or die trying Die trying Là như thế đó các bạn Die trying là gì là chết trong khi đang cố à, Có nghĩa là cố gắng làm hết mình đó. Nha các bạn It's your chance to showcase your skills Experience and strengths to the interviewer It's your chance to showcase your skills Showcase là cái động từ à, có nghĩa là thể hiện đó các bạn thể hiện à, là mình nói thể hiện bản thân mình nói sell yourself là thể hiện bản thân đó thì cái động từ showcase này cũng là thể hiện ha, showcase mà thể hiện theo cái kiểu gì là mình bày ra cho người ta thấy bản thân bạn biết cái show nó cũng là trưng bày rồi đúng không showcase là mình trưng bày ra mình bày ra cho người ta thấy mình trình diễn ra ha, trình bày ra cho người ta thấy nó không có nghĩa Sell yourself đâu Sell yourself là mình nói những thứ nó uh, Nằm ở bên trong Còn showcase là trình bày ra Bày ra cho người ta thấy It's your chance to showcase your skills Là Nó là cơ hội để mình thể hiện bản thân Experience yeah, Kỹ năng ha Và kinh nghiệm And strengths Và những cái thế mạnh To the interviewer Cho người uh, phỏng vấn Ha ha Talk confidently about your accomplishments and how you can contribute to the company. Mm. Talk confidently, nói một cách tự tin. À, confident là tính từ có nghĩa là tự tin ha. Rồi thêm ly vào là trạng từ nói một cách tự tin about your accomplishments về những thành tựu của bạn. Thành tựu là những cái mình đã làm được rồi đó ở trong quá khứ, những kinh nghiệm mình đã làm ở các công ty khác đó mình làm được cái gì, làm được cái này cái kia gọi là thành tựu bởi vì uh, tiếng Việt là như vậy, nhưng mà gọi là thành, thành tựu thì nó quá lớn đúng không? Nhưng mà không, những cái gì bạn làm được ha, nói về những thứ bạn đã làm được là thành tựu đấy. Đọc là accomplishments. Accomplishments. And how you can contribute To the company và cái cách mà bạn có thể cống hiến cho công ty, yeah. cách mà bạn có thể cống hiến cho công ty, contribute to the company, contribute to the company. Nếu bạn không nói làm sao tôi biết bạn có khả năng làm gì mình nói về những cái mình đã làm cho các công ty cũ. À, rồi mình nói cái cách mình đã làm để giúp cho các công ty cũ thế nào. và sang cái công ty mới này khi mình hiểu biết công việc rồi thì mình sẽ đóng góp cái gì cho công ty mới này. đóng góp có nghĩa là những cái mình nghĩ là mình sẽ làm được để cải thiện tình hình uh, của công ty thì như vậy đó người ta mới cảm thấy là um, mình tìm hiểu rất kỹ, mình tìm hiểu giá trị của bản thân, mình tìm hiểu công ty và mình thấy được luôn mình có thể đóng góp cái gì cho công ty thì lúc đó đó mới là ứng viên có giá trị các bạn. Don't forget to have a few good questions up your sleeve. Um. Thường thường á khi cuối cái buổi phỏng vấn xong cái bắt đầu á người phỏng vấn sẽ hỏi là em có câu hỏi gì về công ty hay không thì lúc đó mình mắc một cái sai lầm kinh điển thế này nè, dạ bây giờ em chưa có câu hỏi gì hết. Rồi, rồi cái người không có câu hỏi nó nên gạch bỏ đi, cái người đó không có quan tâm đến công ty. Mình phải chuẩn bị một vài câu hỏi, một vài câu hỏi đấy các bạn có thể tìm kiếm ở trên mạng, những câu hỏi mình đặt ra để hỏi người phỏng vấn. Thì nó tự nhiên nó ra chứ gì đâu. Mà phải đặt những câu hỏi thông minh thì lúc đó người ta mới đánh giá cao. Đánh giá cái sự quan tâm của mình đối với công việc. Còn khi các bạn nói là các bạn không có câu hỏi gì đâu là bỏ tay rồi. Thua nha. Yeah. Don't forget. Đừng có quên. To have a few good questions. Questions. Đừng quên là chuẩn bị một vài câu hỏi hay. Good. Ha. Câu hỏi hay. Up your sleeve. Up your sleeve. Lận tay áo. À, lận tay áo các bạn lận tay áo lần là chi có cần khi cần lấy ra liền nó là chục đừng quên chuẩn bị một vài câu hỏi hay để lận tay áo à, chuẩn bị sẵn lận tay áo là chuẩn bị sẵn nha yeah. up your sleeve sleeve bản thân nó là cái này đó các bạn ống tay áo ha remember each interview is a learning opportunity to improve and increase your chances of landing that dream job mm. remember nhớ rằng each interview một mỗi cái buổi phỏng vấn is a learning opportunity là một cái cơ hội học hỏi learning opportunity một cơ hội học hỏi ha mỗi buổi phỏng vấn là một cơ hội học hỏi học hỏi làm chi tốt hơn để biết là cái buổi phỏng vấn như vậy mình nên trả lời thế nào học hỏi để làm chi cho lần sau mình làm tốt hơn tại biết đâu lần này mình bị rớt đúng không các bạn mình bị out mình bị uh, make or break đó các bạn to improve để cải thiện and increase your chances và và tăng cái khả năng increase your chances of landing that dream job động từ to land a job land a job mình land có nghĩa là cái động từ mà các bạn biết là hạ cánh không động từ land là hạ cánh nói về máy bay rồi đó các bạn là land là hạ cánh còn cái này land a job land a job là nhận được công việc nhận được công việc nha các bạn land landing that dream job thêm cái chữ that này vào đó là đang ý muốn ám chỉ là mỗi người đều có một công việc mơ ước của mình Yeah, công việc mơ ước nha là mình muốn làm cái công việc gì nhất trong cuộc đời để từ đó mình có thể cống hiến, mình có thể nghiên cứu, mình có thể giỏi nhất về cái mảng đó để tạo thành cái con đường sự nghiệp đi theo cái mảng đó đúng không? Thì cái đó đó, cái đó đó that that dream job nha, yeah, là để tăng cái cơ hội nhận được cái công việc trong mơ của bạn, nhận được land a job nè, mà landing that dream job, nhận được công việc trong mơ của bạn. Công việc đó đó công việc mà bạn mơ ước đó đó các bạn nha yeah. mỗi lần phỏng vấn là nên học hỏi để lần sau phỏng vấn tốt hơn người ta hỏi câu gì mình bí người ta đánh giá thấp chỗ nào mỗi khi người ta đánh rớt mình mình xin phép hỏi thêm một vài lý do mà chắc chắn lúc đó mình hết lý do rồi thường là cuối buổi phỏng vấn đó các bạn thì mình mình đặt thêm một vài câu hỏi những cái câu hỏi sau khi đã đặt câu hỏi cho công ty rồi mình thêm một vài câu hỏi cuối cùng xin à, Quý anh chị nhận xét thêm giúp em một vài ý là hôm nay em thể hiện thế nào trong công trong cái buổi phỏng vấn này có nghĩa là em có làm tốt hay không em còn yếu ở chỗ nào à, giúp hướng dẫn dùm em tí thì lúc đó, đó người ta sẽ nói xem là mình bị yếu ở chỗ nào đó thì lúc đó mình rút kinh nghiệm mình nói mình nhận được công việc cũng được không thì thôi không có cái gì là hot feelings đâu có nghĩa là không có gì nặng lòng hết trơn á chỉ cần các anh chị giúp cho em hiểu được nên làm thế nào trong buổi phỏng vấn là được thì lúc đó người ta sẵn lòng nói lắm các bạn ha đó thì hôm nay một mặt là tôi cung cấp cho các bạn um, uh, những cái ý hay để mà các bạn chuẩn bị cho những cái buổi phỏng vấn sinh việc chuẩn bị như thế nào này kia ha một mặt là giúp cho các bạn hiểu được um, cái cách để mình hùng biện về cái chủ đề phỏng vấn sinh viên này. Bây giờ tôi giúp các bạn uh, đọc và phát âm từ đầu đến cuối nha. Job, job, job interviews can be make or break moments. Moments. Sometimes, sometimes they go great. They go, they go great, great. And you end up, you end up with the job you wanted, with the job you wanted, you wanted. Other times, other times, other, uh, uh, other, other times, they don't go so well, they don't, don't go so well, and you miss out, you miss out. That's why it's crucial, crucial to be well prepared, pre prepared, prepared in advance, in advance. And exude, exude confidence, confidence. Knowing the job inside out, knowing the job inside out helps convince, helps, helps convince the interviewer, interviewer. You're the best person, person for the for the job and for it. Dressing well. Dressing, dressing well and making a strong first impression, impression count two, count two. Selling yourself, selling yourself at a job interview is essential, essential, essential. It's your chance, it's your chance to showcase, show, showcase your skills your skills experience and strengths strengths to the interviewer to the interviewer talk talk confidently confidently about your accomplishments accomplishments and how you can contribute contribute to the company to the company don't forget to have have a few good questions questions up your sleeve up your sleeve remember each interview each interview is a learning 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 opportunity opportunity to improve to improve and increase your chances increase increase your chances of landing landing that dream dream job dream job. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho các bạn nghe lại từ đầu đến cuối. Job interviews can be make or break moments. Phỏng vấn xin việc có thể là những khoảnh khắc được ăn cả, ngã về không. Sometimes they go great and you end up with the job you wanted. Đôi khi có những buổi phỏng vấn thật tuyệt vời và cuối cùng bạn nhận được công việc bạn muốn. Other times they don't go so well and you miss out. Nhưng đôi khi không được tốt như vậy và bạn đã bỏ lỡ cơ hội. That's why it's crucial to be well prepared in advance and exude confidence. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là cần phải chuẩn bị trước và bộc lộ sự tự tin. Knowing the job inside out helps convince the interviewer you're the best person for it. Hiểu biết công việc một cách tường tận giúp thuyết phục người phỏng vấn bạn là người tốt nhất cho công việc. Dressing well and making a strong first impression count too. Ăn mặc chỉnh tề và tạo ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ cũng là điều có giá trị. Selling yourself at a job interview is essential. Thể hiện bản thân tại một cuộc phỏng vấn việc làm là điều cần thiết. It's your chance to showcase your skills, experience, and strengths to the interviewer. đó là cơ hội để bạn thể hiện các kỹ năng, kinh nghiệm, và điểm mạnh của bạn cho người phỏng vấn. Talk confidently about your accomplishments and how you can contribute to the company. Hãy nói một cách tự tin về thành tích của bạn và làm thế nào bạn có thể đóng góp cho công ty. Don't forget to have a few good questions up your sleeve. Đừng quên chuẩn bị sẵn một vài câu hỏi hay. Remember, each interview is a learning opportunity to improve and increase your chances of that dream job. Hãy nhớ rằng, mỗi cuộc phỏng vấn là một cơ hội học tập để cải thiện và tăng cơ hội nhận được công việc mơ ước của bạn.